Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lên Đức Dạy P. Lời đầu tiên thầy chúc các em một ngày mới tràn đầy năng lượng và có nhiều niềm vui mới. Hôm nay chúng ta bắt đầu sửa bài tập của bài số 3, phép cộng và phép trừ đa thức một biến. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến khi chúng ta thực hiện thì đều có hai cách làm tương tự như nhau mà thầy chỉ đã dạy các em trước. Hôm nay chúng ta tiếp tục sử dụng những kiến thức đó để làm bài tập. Bài 1, cho hai đa thức Vx trừ 3x mũ 4 trừ 8x bình phương cộng 2x và sắp xếp theo thứ tự giảm dần của bậc các em nhé. Qx 5x mũ 3 trừ 3 bình phương cộng 4x trừ 6 cũng đã sắp xếp theo thứ tự giảm dần của số mũ rồi. Bây giờ chúng ta đang phải tính là hãy tính Vx cộng Qx và Vx trừ Qx. Như vậy các em lựa chọn cái phương pháp để các em giải. Thầy sẽ lựa chọn phương pháp cách 1, tức là biến thế bằng ngang. Bởi vì phương pháp này là cái cách viết thường mà chúng ta hay trình bày trong bài giảng. Thầy viết lại Vx là trừ 3x mũ 4 trừ 8x bình phương cộng 2x. Các em viết lại đề cho nó chuẩn xác. Qx 5x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 4x trừ 6. Bây giờ thầy thực hiện phép tính Vx cộng Qx. Vx thầy đóng ngoặc đơn lại, cộng với Qx thầy cũng phải mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn để phân biệt đây là phép toán cộng giữa hai đa thức. Bây giờ phá ngoặc đều có dấu cộng ở trong ngoặc đơn, cho các em viết lại dấu ở các cái biểu thức đơn thức ở trong ngoặc đơn. Thầy đọc lại để các em dò này: trừ 3x mũ 4 trừ 8 bình phương này, cộng 2x này, tiếp tục này, cộng tiếp này, 5x mũ 3 này, trừ 3x bình phương cộng 4x trừ 6. Các em phải dò như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nhóm các cái đơn thức có cùng số mũ. Các em thấy mũ 4 là đứng một mình đúng không? Mũ 4 đứng một mình thì chúng ta viết nó đứng một mình, trừ 3x mũ 4. Bây giờ qua mũ 3 này, quanh mũ 3 thì các em thấy còn chỉ có 5x mũ 3 đúng không? Thì việc cộng tiếp 5x mũ 3. Bây giờ qua x bình phương, bình phương gồm có trừ 8 bình phương này, trừ 3 bình phương hết này, cộng tiếp trừ 8 bình phương, trừ 3 bình phương này. Bây giờ qua x này, cộng 2x, cộng 4x này. Bây giờ qua hệ số tự do là chỉ có âm 6 phần em. Bây giờ chúng ta thực hiện phép tính hai cái đơn thức đầu chúng ta viết lại: trừ 3x mũ 4 cộng 5x mũ 3. Khi cộng các cái đơn thức mà có lũy thừa cùng bậc đối với x thì các em chỉ cộng trừ các hệ số thôi nhé. Cho nên là thầy chỉ nói hệ số chứ sau đó là thầy mới viết x bình phương vào. Trừ 8 trừ cho 3 là trừ 11, được trừ 11 bình phương. 2 cộng 4 là 6, là được 6x. Trừ cho 6 và chúng ta kết thúc. Thầy nhắc lại này, khi thực hiện các phép tính trong ngoặc đơn là phép toán cộng các đơn thức với biến x có cùng số mũ thì các em thực hiện phép tính cộng trừ các hệ số thôi, sau đó các em viết biến vào. Đó là cái kỹ năng các em cần lưu ý. Bây giờ phép trừ, trừ thì hơi rắc rối một tí. Thầy viết về trường này, trừ quy phải đóng ngoặc này. Bây giờ bước thứ hai là chúng ta phá ngoặc. Về phá ngoặc thì trước có dấu cộng chúng ta viết lại này: trừ 3 mũ 4 này, trừ 8 bình phương cộng 2x này. Sau này này, trừ cái đa thức phía sau này này, thì các em nhớ là đổi dấu này. Toàn bộ các cái đơn thức ở trong ngoặc đơn này thì dò luôn này: trừ 5x mũ 3 này, cộng 3x bình phương này, trừ 4x này, cộng 6. Bây giờ chúng ta sắp xếp. Trừ 3x mũ 4 được một mình đúng không? Để nó trừ 5x mũ 3 được một mình. Tiếp tục cộng tiếp này: x bình phương, trừ 8 bình phương, vậy là cộng 3 bình phương, cộng với trừ 8 bình phương, cộng 3 bình phương.
Bây giờ qua x mũ 1 này, 2x trừ 4x này, cộng tiếp 2x trừ 4x này, qua hệ số tự do chỉ có số 6 bằng tiếp hai cái đơn thức đầu tiên chúng ta viết lại, trừ 3x mũ 4 trừ 5x mũ 3, trong hoặc đơn thứ nhất là trừ 8 cộng 13 là trừ 5x bình phương. Thầy thầy đọc nhanh như vậy đó, 2 mà trừ cho 4 trừ 2, trừ 2x cộng 16. Như vậy là chúng ta kết thúc bài số 1. Rất đơn giản, các em cẩn thận, nói đơn giản nhưng các em phải rất cẩn thận nha. Bây giờ chúng ta sang bài số 2. Cho đa thức mx là bằng 7x mũ 3 trừ 2 bình phương cộng 8x cộng 14. Tìm đa thức n sao cho mx cộng với nx sẽ bằng 3x bình phương trừ 2. Ở đây m có rồi, các em tìm n thì các em sẽ thực hiện tìm nx là các em chuyển mx sang bên phải và đổi dấu trừ mx thì các em phải tìm nơi, sau đó các em thay mx vào thì các em thực hiện tích. Bây giờ chúng ta giải như sau, thì về lại mx một tí, 7x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng 18x cộng 4. Bây giờ ta có này, mx cộng với nx thì bằng 3x bình phương trừ 2x này. Bây giờ từ đây chúng ta suy ra này, nx này sẽ bằng 3x bình phương trừ cho 2x, mx kém chuyển sang bên phải đổi dấu tức là trừ mx này. Bây giờ trừ mx thì các em phải mở ngoặc đóng ngoặc của cái mx thế này này, bằng tiếp các em bằng 3x bình phương trừ 2x trừ tiếp, trừ chỗ này phải mở ngoặc đóng ngoặc đây này, trừ cho 7x mũ 3 này trừ 2 bình phương này cộng 8x này cộng 4 này. Bây giờ phá ngoặc đơn này, phá ngoặc đơn thì đa thức đầu tiên thì chúng ta viết lại bằng 3 bình phương trừ 2x, còn phá ngoặc đơn thì đa thức thứ hai là đổi dấu toàn bộ biểu thức ở trong ngoặc đơn, thầy dò này trừ 7x mũ 3 này cộng 2 bình phương này trừ 8x này trừ 4, thì phải đổi dấu xong rồi. Bây giờ chúng ta nhóm lại các cái đơn thức cùng bậc, trừ 7 nhân 3 nó đứng một mình là cao nhất các em này, thì viết một mình nó qua mũ 2 này thì cộng tiếp này 2 mũ 3 cộng với thầy nó nhầm 3 bình phương cộng với 2x bình phương này nhóm này. Bây giờ qua x này, trừ 2x cộng tiếp với trừ 2x trừ 8x này, qua hệ số tự do thì chỉ có số âm 4 thôi, chẳng biết là mình. Bây giờ viết tiếp, trừ 7x mũ 3 viết lại, 3 cộng 2 là 5, 5 bình phương cộng 5 bình phương thì viết thẳng đó, trừ 2 trừ 8 là trừ 10, như vậy là trừ 10 x, trừ 10 x trừ cho 4. Các em cân thì các em viết lại cho gọn gọn cho nó gần gần nhau thì vậy nx sẽ bằng này, trừ 7x mũ 3 cộng với 5x bình phương trừ cho 10x trừ cho 4. Chúng ta kết thúc bài số 2. Như vậy là các em hiểu cách tìm một cái đa thức khi viết tổng hai đa thức bằng cái đa thức đã biết. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang bài số 3. Cho đó đa thức AI trừ 5y mũ 4 trừ 4y bình phương cộng 2y cộng 7. Tìm đa thức BI, BI đây các em, sao cho BI mà trừ cho AI ấy, thì bằng 2y mũ 3 trừ cho 9y bình phương cộng với 4y. Vậy thì cái bài này cũng tương tự như bài số 2 thế thôi. Thì viết lại AI một tí nha. Bây giờ xuất phát từ BI này, trừ AI này sẽ bằng này, 2y mũ 3 này trừ 9y bình phương cộng 4y. Bây giờ các em muốn tìm BI đúng không? Thì các em phải chuyển trừ AI sang phía phải thì các em đổi dấu thành cộng với AI đúng không? Suy ra BI này sẽ bằng này, biểu thức bên phải mà cộng với AI này.
đóng ngoặc lại cái này em nha, đóng ngoặc lại trừ cho ai cộng với ai nha các em, cộng với ai. Bây giờ chúng ta viết ai vào, ai cái biểu thức trên này chúng ta viết vào bằng thì viết lại đúng một đơn thứ nhất cộng tiếp thì viết ai trong một đơn để trở thành thói quen. Bây giờ thầy phá ngoặc thì giữ lại dấu của tất cả các cái đơn thức nằm trong dấu ngoặc, thì do lại này hai y mũ ba này trừ chín y bình phương này cộng bốn y này giữ nguyên dấu đó, trừ năm y mũ bốn trừ bốn y bình phương cộng hai y cộng bảy giữ nguyên dấu. Bây giờ chúng ta nhóm từ bậc từ cao đến thấp trừ 5 y 4 của mình thôi. Bây giờ qua mũ 3, mũ 3 thì các em thấy là có 2 y mũ 3 thôi, cho nên viết tiếp cộng 2 mũ 3. Bây giờ qua bình phương thì có là cộng với trừ 9 y bình phương với trừ 4 y bình phương, cho nó vào một nhóm đóng ngoặc đơn lại, cộng với trừ 9 y bình phương trừ 4 y bình phương. Bây giờ qua biển y 4 y cộng với 2 y cho nó vào một nhóm, hệ số tự do chỉ có số 7 thôi. Tiếp tục bằng viết lại trừ 5 y mũ 4 cộng tiếp 2 y mũ 3 trong một đơn thứ nhất là trừ 9 trừ 4 là trừ 13 là trừ 13 y bình phương, trong một đơn thứ hai là 4 cộng 2 là 6 là 6 y cộng 17. Như vậy là chúng ta viết lại một tí, đó là viết lại là người ta hỏi là BI thì các em trả lời BI sẽ bằng cái đó thật là trừ 5 y mũ 4 cộng 2 y mũ 3 trừ 13 y phương cộng 6 y cộng 7. Chúng ta kết thúc bài số 3. Bây giờ chúng ta sang bài số 4. Bài số 4 là viết biểu thức biểu thị chu vi hình thang cân trong hình 3. Thì bây giờ là khi viết biểu thức này thì các em chỉ thực hiện cộng thôi nhé các em. Cộng tất cả các cạnh lại là biểu thức chu vi. Các em chỉ học phép nhân đó nha. Cho nên các em chỉ học phép cộng thôi. Thì chu vi thang cân thì chúng ta phải cộng. Cạnh thứ nhất là 8x cộng với cạnh thứ hai là 4x cộng với 1 các em. Rồi cộng với cạnh thứ ba này cộng với 15x trừ 6. Rồi cộng với cạnh cuối cùng là 4x cộng 1. Bây giờ chúng ta phá ngoặc đơn đi. Phá ngoặc đơn mà trước có dấu cộng thì chúng ta giữ lại nguyên dấu. 8x cộng 4x cộng 1 cộng 15x trừ 6 cộng 4x cộng 1. Bây giờ chúng ta nhóm x mũ 1 là lớn nhất đúng không? Gồm có 8x cộng 4x này, cộng 15x này, cộng 4x này. Bây giờ qua hệ số tự do là 1 cộng 1 này. Trừ 6, 1 cộng 1 trừ 6 nữa. Bây giờ chúng ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc đơn thứ nhất. 8 cộng 4 là 12, 12 cộng 15 là 27, 27 là, cộng 4 là 31x. 1 cộng 1 là 2, trừ cho 6 là trừ 4. Vậy đây là cái biểu thức, biểu thị chu vi nâng cân của em. Vậy chu vi hình thang cân là C sẽ bằng 31x trừ cho 4. Chúng ta kết thúc. Hôm nay thầy sửa cho các em dừng ở bài số 4. Hôm sau chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo nha các em. Và phần cuối của bài số 3. Thì các em nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi cái bài học của mình. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.